Đồ Vô Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi sáng ngày 25 tháng 2 2019, tức là ngày 22 tháng Giêng năm 19 âm lịch, đã qua Tết được 22 ngày. Thưa quý vị, như vậy là những cái ngày nghỉ Tết đã qua đi, và giờ đây thì cái hoạt động của xưởng của Đồ Vô Đức Hiền đã trở lại hoàn toàn bình thường. Lúc này đây, ngày hôm nay chúng tôi đang chỉnh trang và đánh chiếc tủ sách. Đang đánh chiếc tủ sách 1m6 cho bác khách hàng ở Pháp Vân. Bác mới ký ngày hôm kia. Và tiếp theo đây là chúng tôi đánh chiếc kệ tivi dài 2m17 mà loại dày đặc biệt. Loại mà hồi dày 3 phân mặt 2 phân. Cái này là bởi vì ngày hôm kia là cũng bác khách hàng ở Hoài Đức đã ký một chiếc, cho nên là lúc này trong cửa hàng không còn chiếc nào thành phẩm. Còn chúng tôi đang còn độ 2-3 chiếc như này á, ta đánh luôn. Và cũng báo cáo các bác là cái mẫu kệ TV K32 là rất hiếm. Chúng tôi là sản xuất ra cái mới một cái số lượng hạn chế, nhưng bác nào mà yêu thích nên đăng ký sớm. Bởi vì cái này là cái hồi nó dày 3 phân và mặt dày 2 phân. Cái này chọn lựa gỗ làm sao mà lại vân nó lại đẹp rất là khó khăn. Thế trong khi đó thì những cái bộ trường kỷ thì lúc nào cũng có độ khoảng 70 bộ, lập bình gần 100 đôi, tranh cả mấy trăm chiếc, thì những thứ đấy thì số lượng nó nhiều. Đây, quý vị nhìn thấy này. Bác già năm nay chắc cũng độ khoảng 60 tuổi rồi, hay gần 60 rồi. Rất nhiệt tình, tháng nào cũng đủ gần 30 công. Đây bác già nữa đây. Thì ở nông thôn thì ngoài cái vụ cấy gặt ra thì thời gian nông dân nhà rất là nhiều, cho nên là những nơi có làng nghề thủ công như những làng nghề chúng tôi thì các bác đều là công việc làm là quanh năm. Xin tạm biệt quý vị tại đây, chúc quý vị một ngày mới vui vẻ.